nhau tin. Bé Thỏ ơi, bé Thỏ xuống khu quân sự nhá, gặp ông non 20-21 luôn nhá. Alo alo, bé Thỏ nghe rõ trả lời. Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở cái map Irango này. Và như anh em vừa nãy đã nghe rồi thì sẽ có một thanh niên coi như thế là gạ top máy bay, bay xuống khu quân sự. Không biết là để làm cái quần què gì thì đầu tiên thì mình định nhảy ở khu cảng cơ. Mà sau khi nghe mấy thanh niên này gáy thì mình quyết định nhảy xuống đây xem là các bạn ấy sẽ dư thế nào. Đây rồi thì mình cũng đã thấy mấy cánh dù rồi. Không biết là có phải các bạn ấy hay không. Có Thompson rồi. À đây rồi. Thanh niên này đang làm gì đây? Rồi kiểu bằng. Cái gì nhỉ? Cái gì bé mon 21 hay 22 gì à? Gặp luôn đã anh em ơi. Còn một ông kìa, ông bên kia kìa. Đi đâu vậy anh trai? Đi đâu vậy anh trai ơi? Nhảy xuống rồi anh em ạ. Thì không biết là liệu rằng là có gặp các bạn ấy ở đấy ở trong đây hay không đây. Mình sẽ đẩy xuống luôn nha. Đây trong nhà mình này. Trên tầng 2 à? Hello bác tài. Đâu rồi? Đang lục cục ở đây thôi. À chạy được gần lên cầu thang rồi. À chạy gần lên cầu thang. Chạy gần lên cầu thang này. Đi đâu con sâu? Như vậy nè. Cờ liên một team rồi. Ủa chỉ có hai thằng thôi à? Ô mấy cái thanh niên cái gì bé 1 hay bé 2 gì đâu ta? Bên này có tiếng mấy con bốt đang giã nhau này anh em. Đây này bốt này. Ui ôi đau thế. Ui không phải bốt rồi. Ui nó bắn mình mất nửa cây máu này. Vãi. Rồi nốc luôn rồi. Bên này vẫn còn một tiếng nữa nhưng mà không được mình phải vào nhà bơm máu đã. Lại bắn vẫn bắn kìa. Bắn đâu vậy? Ui đừng lừa chứ. Ôi mình sợ rồi, bắn mình phát mất nửa cây máu như này thì mình sợ rồi anh em ạ. Không được. Vào trong nhà bơm máu đã. Rồi mình sang bên kia mình chơi. Có cái X3 này, hợp lý luôn. Từ từ đã anh trai ơi. Cho em coi như thế là bơm cái máu lên thì em sẽ chơi với anh luôn. Rồi, một con bot nữa. Anh ơi bình tĩnh. Gọi là mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chúng ta không nên làm đau nhau như vậy. Đấy. Ok rồi, máu lên rồi. Mình công sang cái nhà C bên này đi. Không nghe nghe. À, đây rồi. Nhà C bên phải mình anh em ạ. Công sang luôn. À đang chạy này. À chạy đâu vậy anh trai? Rồi rồi nhảy xuống luôn. Nào. Nhảy xuống luôn này, một viên vào đầu. Ui. Đi đâu vậy anh trai? Nốc luôn. Gạt luôn cho bạn được việc này. Trên nhà vẫn còn. Đang lây nhây trong nhà đây anh em. Công vào luôn. Không phải... À nhảy ra ngoài. Một tiếng nhảy ra ngoài. Hai tiếng nhảy ra ngoài rồi. Đù. Nó đi về. À đâu. Ừ đúng rồi. Ôi nó đi về đằng sau rồi. Thế là mấy thanh niên này đang run anh em ạ. Nên là mình vào luôn. Quẩy luôn. Kìa kìa, ui giời ơi, chạy kìa, đấy. Quả này là đang đi lùa vịt này. Hello mấy anh trai, mấy anh có khỏe không? Em thì khỏe, à trong nhà hai thằng, mình nghe đúng tiếng luôn, hai tiếng nhảy ra. Từ, nào, bước ra. Ui, bên kia bắn nhau vẫn căng anh em ạ. Mình đẩy vào luôn, không nói nhiều. Gọi là không phải thể nào mà coi như là tha thứ được. Hoa thơm là ta đánh cả cụ, đánh cả gốc cả rễ luôn, kể cả cái mũ trắng ở bên cái nhà nhỏ này. Nào, đang ngắm nghía à? Đủ chạy ra ngoài rồi. Chạy ra ngoài, ôi ôi ông ơi. Chạy ra phát nằm luôn. Vãi thật, đây còn một ông nữa. Nào, bước ra. Ôi trời ơi, đang ngáo này. Ngáo này, như vậy là xong rồi. Clear một team này. Kinh nhở, thanh niên này chạy ra ngoài phát cái là nằm luôn. Bọn này cứ thích làm người không muốn lại cứ thích làm rắn làm rết.
Thì thôi thì mình cho các bạn ấy coi như là toại nguyện luôn. Đây mình đẩy sang một cái đội đang combat ở bên này nữa. Đâu rồi, combat nữa đi nhở. Mình sang đến nơi rồi đây, các bạn coi như thế là cứ combat đi. Làm bình nước đã anh em, không vội được. Nào. Á đủ. Ui cầm ca luôn. À đây rồi, vào gần mình rồi, vào gần mình rồi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nào bước ra. Bước ra đây. Bước ra đây. Ui, mình sấy tốt hơn bạn ơi. Ui thanh niên có cả skin ca rồi, skin M4 các thứ. Đây rồi, ca đây rồi. Đổi luôn. Thế là bắn nhỏ bên này thì chắc các bạn không có ở đây rồi. Mình đoán vậy. Thôi được rồi, mình cũng đi luôn. Đi tìm phương trời khác. À mình sang bên cảng đi. Đây này, sang bên cảng thì mình vừa lấy có một nhìn một tiếng xe, à một cái con xe ở đây. Đi đâu rồi? Đâu rồi anh trai? À đây rồi, đang nằm này. Đang úi rồi ôi, đang nằm này. Nghiến một phát mà không gọi là không thấy trời đâu đất đâu luôn. Còn một tên nữa. À đây rồi. Còn một tên nữa. Ui thanh nhỉ, đang AFK. Ngọc anh em ạ. Ngọc ơi là Ngọc. Trời ơi. Đây là hai thành, đây là một, coi như thế là một cặp đôi. Dẫn nhau đi trên con xe bắc ghi. Bọn mình gạt luôn Ngọc nhá. Sorry Ngọc, hẹn gọi là hẹn Ngọc ở những gì nhỉ? Trận sau đi. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp rồi. Không biết là đồng đội thì có ở đây không. Mình check qua đã. Đồng đội kia còn một thanh niên nữa, mình mới gạt được Ngọc thôi. Qua mà cứu đi. Tầm này thì cứu là hợp lý rồi, bạn dẫn cả đội lên là hợp lý. Ui giời ơi, như vậy là đồng đội của bạn ấy quyết định là không tới cứu. Thì thôi, chúng ta hóa vàng luôn. Hai thanh niên luôn. Mình vứt bớt đồ đi đã. Quay lại xem có băng đạn xịn không, xin luôn cái băng đạn xịn. Ôi, thanh niên này không có rồi. À đây rồi, có băng đạn xịn, hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Chúc cho cặp đôi chúng ta sẽ hạnh phúc nhá. Đổi thông hai mộ lại còn chết cạnh cái cây nữa cơ mà. Thôi mình cũng di chuyển thôi. Làm bình nước lên cho có hiệu ứng. Ok chắc là let's go thôi. Đi thôi. Không còn. Ui cái gì đấy. Ôi anh gì ơi. Anh ơi. Ui. À đồng đội của Ngọc à. Ui đồng đội của Ngọc tới muộn rồi anh ơi. Anh gì ơi. Anh đánh rơi người yêu này. Ui anh ơi. Thanh niên này chắc là vợ gọi về ăn cơm nên là phóng nhanh lắm. À anh em tin không, mình đuổi thanh niên này chắc cái thanh niên này chắc chết luôn. Chắc chắn là chết luôn. Chỉ cần cái xe bắc ghi nó dễ drift lắm. Ui drift này, drift này. Gãy này. Ui gãy. Ui drift này. Ui trời. Trời ạ. Đi con bắc ghi này thì thôi. Cái tầm mình nhìn thấy cái thanh niên phi lên trời này thôi thì drift rồi. Mà mình đi tiếp thôi. Quá buồn cười anh em ạ. Đậu phộng. Trên này như có... À đúng, đúng mợ rồi. Mình nhìn loáng thoáng đấy. Tưởng hóa ra là tưởng không đông mà lại đông không tưởng. Uầy. Càng hai thằng kìa. Ba thằng. Ủa ôi. Được nào. Ngó ra. Ui ôi. Mình chưa lắp cái X8. Đây X8 này. Nào bây giờ thì bạn chơi mình á. Này. Nào thò ra. Một tên này. Bay đầu. Lại ngó tiếp này. Hai tên này. Nào tên cuối này thì ngó này. Ui rồi ôi, toàn mũ hai thôi anh em ơi. Ui ba thanh niên chết, không hiểu vì sao chết luôn. Tại sao nó lại cứ ngó ra nhỉ. Ui, mỗi thanh niên ngó một đầu cây. Ôi ôi, mỗi thanh niên ăn một viên ca, nó lại cứ gọi là phê tới tận nóc. Nóc ba rồi, mình đẩy lên luôn. À sở mốc này. Này, tặng cho bạn trái led này. Như vậy là còn một tên cuối cùng thôi. Tặng cho bạn thêm trái nữa này. Đi đâu. Gạt giò luôn một ông. Còn hai ông nữa. Đây này. Đấy là thêm một ông nữa rồi. Nốc ba mà. À kia rồi. Ui. Không phải rồi.
Ui bọn này team khác. Thôi xong rồi. Thôi, nó ăn mất mạng của mình rồi. Vãi thật, đậu phộng bọn này luôn. Ui trên kia thì góc khó cho mình rồi. Tự mình phải quăng sấm mốc để lùi lại đã. Ui nó có nguy cơ đẩy xuống này. Nào đẩy xuống đây. Bạn ăn mạng của mình thì bạn làm sao mà sống nổi. Mình nhớ tên bạn rồi nhá. TM King đúng không? Ui bạn lại đen rồi. Mình ghim vào trong đầu rồi. Bạn cứ chờ đấy. Quân tử 15 trả thù không muộn. Tại mình sẽ quay lại cái viên đá vừa lấy, gọi là cái viên đá phong thủy của mình. Kinh nhá, được rồi. Đậu phộng kinh luôn. Kinh cứ chờ đấy. Tí nữa thì kinh sẽ phải nằm xuống sớm thôi. Mình xin hứa, xin đảm bảo. Xin hứa. Đấy. Cái khẩu hiệu mà bác Hồ đã dạy các thứ. Bạn chết với mình. À bạn TM King có nghĩa là thanh niên này cũng ở Việt Nam à. Rồi Việt Nam, như vậy là chúng ta cùng chung một coi như thế là dòng máu, nhưng mà chúng ta ghép nhầm trận, người ta gọi đây là gì nhỉ? Đúng người nhưng mà sai thời điểm. Nên là bạn đen rồi. Nào bạn ra đây, công hết xuống đây. Bây giờ mình đã có hòn đá to như này rồi nhá. Mình chấp cả dòng họ các bạn luôn. Bơi hết vô đây. Mình cân hết. Tầm này mình chưa ngán ai. Nào. Kinh á. Xịt rồi. Một thanh niên đồ trắng à. Lắc à. À rồi lắc. Không công à. Ui dưới này có một thôi mà vừa lấy mình thấy trên đấy lâu nhâu. 2-3 tên lận mà không dám công rồi. Thì hơi buồn đó nha. À vẫn quyết định. Vẫn quyết định ra đây này. Ôi xịt rồi. Nào. Bước ra đây. À vẫn ra. À đủ. Ui thanh niên này cũng chơi ca anh em ạ. Chơi cũng chơi ca. Ui mình mũ 2 chứ sợ thế nhở. À không được rồi. Bây giờ thằng nào bắn trúng đầu là chết ngay. Một viên. Nó mà chơi trúng đầu mình một phát là thôi. Toang luôn anh em ơi. Không được. Mình phải coi như thế nào, phải hết sức nhanh. Nào bước ra. Bạn ơi. Bạn gì ơi. Thanh niên áo trắng rồi. Nào bước ra. Nào. Úi thanh niên bị bắn này. Úi trời ơi kinh. Ơi kinh ơi. Kinh ơi này. Kinh bị khèo lại. Kinh bị khèo này. Úi trời ơi. Mình vừa bảo rồi. Quân tử trả thù 10 năm là không có muộn. Thấy không. Kinh làm sao mà thoát được mình. Trả giá ngay. Người ta gọi là ăn miếng gọi là miếng ăn là miếng nhục. Không được, cậu làm như thế là không có được. Cậu ăn tận hai mạng của mình. Như vậy là cậu phải trả giá rồi. Úi có thanh niên nằm này. À bạn của Kinh à. Nào. Bạn của Kinh này. Rồi, bạn của Kinh này. Ui gạt. Gạt nào bình tĩnh mẹ đấy. Quay đầu ra. Ui mình cứ tưởng là thanh niên này quay đầu ra chỗ mình chứ. Ui, đồng đội đi tới. Đừng bố ạ. Đừng bạn ơi, một viên nữa thôi. Ui mất rồi. Thôi rồi không được rồi. Không được rồi anh em ạ. Bò tới rồi. Mình cũng đi thôi. Thôi kệ. Thôi được rồi. Thôi đi. Anh em ạ. Hồi nãy mình chạy từ cái cốc cây đấy. Mình chạy thẳng vào Bonjinki. Và không có một cái xe nào. Và mình chạy bo phải qua hai vòng bo đóng. Nghĩa là vòng bo cái lúc mình đứng gốc cây là nó đã đóng rồi nha. Ui có tiếng. À đủ. Thanh niên chạy bo này. Ui thơm thế. Đấy cái vòng bo đã đóng xong rồi mình chạy tiếp một vòng bo đúng không. Ui chạy bộ anh em ạ. Ui dồi ôi. Ui ngon. Kiện ngon này. Tay cầm này. À còn cái giảm giật nữa. Đổi lốt rồi đi luôn. Lại tiếp tục chạy bộ anh em ạ. Chạy sấp mặt. Mình chạy từ đấy. Lại phải nói cho anh em mình chạy từ cái nhà đấy. Chạy một phát xong rồi bơi qua hẳn sông luôn. Đây là có một cháu đang nằm đây này. Ui quả đấy không trúng đầu này. Ui xịt rồi. Ui không được rồi, nó nấp rồi. Mình phải bơi qua cả sông luôn. May là coi như thế là mình đọc cái câu thần chú là bắn tao làm chó. Đấy thế là chúng nó không nhìn thấy mình. Nhưng mà vừa xạo lèn xong thì thanh niên này vẩy ốp mình rồi. Trong nhà anh em ơi. Ui khó thế nhở. Nó đứng trong nhà. Mình phải vào trong cái nhà này.
mình phải vào được. Bây giờ thì đọc, tiếp tục đọc câu thần chú, giết tạm bắn, bắn ta làm chó, bắn ta làm chó, bắn ta làm chó. Nào, đấy, nó bắn luôn, vừa nói luôn là nó bắn luôn. Bình tĩnh anh trai ơi, em vào nhà thôi. Ui anh ơi, đừng mà, em đội mũ 2, đau lắm, tầm này mà anh giết em là em hơi mệt đấy. Không được, vào được nhà rồi, mình phải công được cái thanh niên gần nhất, như mình đã nói rất nhiều lần. Mục tiêu ở gần là chúng ta phải tiêu diệt luôn, công luôn. Nào. À, trong phòng à. Rồi. Quả lết này sẽ làm bạn phải chui ra. Có chui ra không? À, vào góc à. À, vào góc á. Điếc tai này. Quả này mình vào thì bạn chết luôn này. Điếc tai luôn này. Ui dồi ôi, quăng quả bom như đấy. Quả bom đấy thì không điếc mới là lạ. Điếc loài luôn. Xin cây ốp của bạn và quả mũ 3 là hợp lý rồi. Quá thơm. Đây có một thanh niên vừa lại bắn mình ở đây. Bò tiếp tục thu. Không được rồi, không ổn. Thanh niên có xe đúng không nhỉ? À đây đây, xe đây. Lên xe để vào bò đó. Bò lại bên cầu. À, mình vừa lấy, mình cứ nghĩ là sẽ bò theo bên này. Thế là mình bơi sang. Bây giờ thì lại. Ui thôi. Anh ơi, thôi, em biết sai rồi. Làm gì căng thế? Căng thẳng thế anh trai. Ui thôi rồi, lại không có xe rồi. Lại một kết cục ngu người cho Linh ATM rồi. Không được, mình phải chạy. Bò tới đít rồi, bò lay mà đứng ngoài bò thì thôi. Nó cứ phải gọi là mắc thôn. Không thể được. Bởi ngày, à, bắn mình. Đậu phộng bạn luôn, nào. Bạn thò ra đây. Ui dồi ôi. Tầm này, tầm sniper của mình nó cứ lên thần rồi. Nó cứ phải gọi là siêu phẩm nhanh ấy. Ui bạn làm sao mà đỡ được cái pha đấy. Bạn đèn lắm. Như vậy là cờ lìa, thế là còn hai tên ở bên này. Còn hai tên ở trong bo thôi. Mình cứ nghĩ là một team thì mình còn sợ chứ. Team lẻ thì bạn sai rồi. Hai kill nữa, ui, vừa tròn 20 kill. Đúng như tiêu chí phải là clip 20 kill. Ui, tròn chỉnh luôn. Không được, bên này ngoài bo rồi. Mình sang bên này. Sang bên này nhìn được vào. Nó trong cái chòi đấy. À, có thằng công lên. Nào, công lên đây. Cho bạn 10 tỷ. Bạn công lên đây. Bạn sai người rồi. Chúng ta lại sai người, sai thời điểm rồi. Vậy là còn một thôi đúng không? Trong chòi đúng không? Hai bạn nấp trong cái chòi đúng không? Ui sợ ơi. Tầm này mình biết hết rồi. Nào, bây giờ ra cứu đồng đội đi. Làm sao có cơ hội bò. À, sờ mốc à. Thế thì, trời ơi, bạn ơi. Bạn ơi, bạn đen rồi. Bạn lại quăng sờ mốc để che đi tầm nhìn của bạn thì thôi. Cuộc tình này dù đúng hay sai thì đứa có thai luôn là đứa con gái. Cuộc tình này là mình đúng rồi. Này, cho bạn quả nết này. Đấy, lục đục. Ơ. Đây này. Đây mới gọi là siêu phẩm này. Một quả sờ flat. Mù này. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Ôi, siêu phẩm. Vãi đấy anh em. Ui. Nó này cứ phải thuộc vào cái siêu mẹ nó phẩm luôn. Ui trời ơi. Quả flash cuối cùng ném phát thành tiền nền vẫn đang che mắt anh em ạ. Ui trời ơi. Cái này mà không phải gọi là thuộc vào top siêu phẩm hay là EQ 1000 tỷ thì thôi. Quá là đỉnh cao. Ui. Quả cuối đỉnh vãi anh em ạ. Ok, như vậy là mình cũng hoàn thành xong một trận đấu solo squad với tổng số kill là 23 kill. À quên, 20 kill. Nhầm anh em ạ. Anh em thấy hay thì đừng quên để một like, một đăng ký kênh và chia sẻ clip này cho nhiều người biết hơn nha. Bye bye và hẹn anh em ở những clip tiếp theo.